Chào các bạn. Chúc các bạn có một buổi sáng thật là tuyệt vời nha các bạn. Thật là tràn đầy năng lượng cho một ngày. Hôm nay mình mời các bạn ăn sáng với mình nha. Mình review lại cái hộp bún xào chay mà con rể mình nó rất là thích cho các bạn. Ở đường Nguyễn Duy Trinh, gần nhà văn hóa thiếu nhi á các bạn. Thì mình xem coi cái món bún này mình ăn rất lâu rồi, nhưng mà cái cách pha nước tương người ta rất là ngon nha các bạn. Nước tương nó pha ngon lắm luôn á, vừa ăn lắm. Thì mình theo mình biết thì cái gì những cái món ăn mà nó có đôi khi nó ngon miệng cũng nhờ cái nước chấm nước tương nè các bạn ha. Rồi mình coi coi cái bún này người ta xào như thế nào mà mình ăn mình thấy vừa ý. Mà cái thằng này nó ăn kén lắm đó, ở nhà mẹ xào đôi khi ngán đó các bạn, mà nó ăn bún mà bún chay mà nó không có ngán. Thì ở nhà mình nó hả là nhà chay cũng như ngày mặn, hãy thích là ăn, hãy cái món ăn nào lành là mình ăn à. Đó, đây là cái miếng củ cải nè. Người ta xào thì gồm có cải ngọt nè các bạn ha, củ cải đỏ nè, với một ít cải cải nồi là cải bắp đó các bạn. Cải này xào nó ngọt lắm nè, cải này nè, cái bắp nha. Thì cái bún này người ta để riêng, dường như người ta để riêng các bạn, nó nằm ở dưới, còn đồ xào thì nằm ở trên nha. Mình thấy đồ xào nằm ở trên là, còn bún này dường như là người ta trụng rồi người ta cho dầu vô, người ta nêm vai gia vị vô đây rồi người ta để riêng đó các bạn. Còn đậu hũ này thì chiên từng miếng để riêng nè các bạn, để riêng là nó để dày nè, để có góc nè. Lại thêm vô hai cái khúc chả giò đó các bạn ha. Bún mà người ta ăn chả giò chắc người Bắc quá ha, là để vô cho nó hấp dẫn, bởi vì đây là món chay. Rồi các bạn biết không, đây là đậu phộng rang nè, đây là hành phi đó các bạn đó. Ăn rất là ngon, nhưng mà 2-3 ngày thì lại mua cho mẹ một hộp vậy đó, mẹ ăn thay đổi khẩu vị, hoặc là đưa con nó đi là nó mua một cái bánh bao hoặc là bánh mì que. Nhưng mình cũng không thích như vậy, bởi vì con mình nó bận rộn quá mà nó còn phải lo cho mình nữa. Mẹ còn lực để mẹ tự lo cho mẹ ha. Nhưng mà đây là cái sự hiếu thảo của nó thì mình đón nhận đi, để cho nó có đức, có phước. Các bạn sau này thì con nó cũng hiếu thảo lại với nó. Vậy thôi, nó làm được cái này thì còn công đức. Nhưng mà mẹ không có muốn, mẹ không muốn con cực thì mẹ nói như vậy. Nhưng mà nó làm thì nó làm thôi đó các bạn. Rất là ngon luôn các bạn ha. Còn mình thì chay cũng như mặn, miễn là cái gì lành mình ăn. Có nhiều khi mình ăn món chay trong ngày mặn, còn nhiều khi quên thì cũng ăn món mặn trong ngày chay. Nó quên đó các bạn. Thì sáng mà ăn một cái đĩa bún này rồi thì no luôn tới trưa. Cộng thêm một cái ly cà phê nữa là mẹ đủ một, coi như đủ một ngày. Nếu mình ăn ít thì mình ăn đủ một ngày đó các bạn. Nó rất là đầy luôn các bạn. Nó mua nó ăn đó. Nhưng mà thành phố mà cái giá này 20 ngàn, mà ăn vừa miệng thì cũng đắt lắm đó nha các bạn. Đắt lắm đó. Thằng này nó ăn kén lắm mà nó ăn, nó, cái món này nó không ngán đó các bạn. Mình lâu rồi, cái người này bán là cũng lâu, mình ăn món bún này lâu rồi đó. Mà nó biết chỗ nó mua, mỗi khi mà nó đưa con nó đi học á là về nó mua nè. Nó mua ăn mà chắc có vẻ ảnh thích, cho nên ảnh ăn mới được. Đàn ông mà thích cái gì làm, chứ không phải là thích thịt hay thích cá đâu các bạn. Nhà mình thì cũng ít ăn thịt đó. Một buổi sáng tuyệt vời, có rau nè, có đạm, rồi lại là có tinh bột. Các bạn thấy không, ăn như vậy thì mẹ là no luôn tới trưa tới chiều luôn. Chiều mình ăn rất là ít các bạn, hoặc là mình uống nước thôi, uống nước đậu rồi thôi. Nhưng mà đặc biệt cái nước tương người ta làm rất là vừa ăn nha các bạn. Người ta pha ra loãng nhưng mà rất là vừa ăn. Thì theo mình thấy cái phần nước chấm hay nước chan vô thì nó cũng là nó góp phần rất là đắc lực cho một cái món ăn. Thì món ăn như thế này là ngon lắm rồi đó. Nhưng mà mình thấy nước tương ngon thì chan vô là tuyệt vời luôn. Các bạn thấy không? Không biết người ta làm có vệ sinh hay không, nhưng mà cách trình bày nè, với là cái khẩu vị nha, khẩu vị thì nó rất là ngon luôn á. Cách trình bày cũng rất là đẹp, mà 20 ngàn mà một hộp dung luôn á các bạn.
Nhưng luôn á, ở dưới là bốn không nè, thành ra mình nghĩ là người ta xào riêng, người ta để riêng chứ người ta không xào chung, tại vì người ta bán mà đó, các bạn thấy không? Rất là ngon luôn. Ăn như vậy là cũng đầy đủ dinh dưỡng rồi đó, có rau nè, có đạm nè, và có tinh bột nè, các bạn thấy không? Mình thì mình thích rau, nhưng cái phần cải ngọt, cái dinh dưỡng cải ngọt đó thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn rồi ha. Rồi cái đậu hũ này thì các bạn cứ ghi nhận ở đây đi, mình sẽ có cái clip làm về đậu hũ, tìm hiểu về đậu hũ. Nhà mình bây giờ còn đậu hũ non rất là nhiều, về quê chị nó cho đem lên 5 hộp đậu hũ non mà không biết làm cái gì ăn đấy các bạn, để mình nghiên cứu xem sao, mình học hỏi bạn bè xem sao. Rồi mình học hỏi cái tính dinh dưỡng của đậu nành, đậu hũ như thế nào nha các bạn. Rồi mình trình bày với các bạn. Thì trước khi ăn mình biết ơn người xào ra một cái dĩa bún này. Cái này là có ảnh hưởng đến 10 phương pháp giới đó các bạn. Người trồng rau cải, người trồng đậu phộng, người trồng hành tây, người trồng bắp cải, rồi người thì trồng lúa, rồi người thì làm ra hạt bún. Rồi là người chiên chả giò nè, rồi người đi bán cũng phải làm rất là vất vả để cho mình được một cái hộp bún ngon như thế này. Rồi cái người mà đi làm việc để kiếm tiền mà mua được cái hộp bún này đó là con của mình. Trước khi ăn thì mình cảm ơn tất cả nha các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người đều làm ra một cái hộp bún như thế này. Mà mình ăn vô là mình nghĩ cái hộp bún này là ăn nó nhiều dinh dưỡng, có nhiều lợi lạc cho sức khỏe. Mình có sức khỏe thì mình cứ tiếp tục phục vụ cho người khác, phục vụ không mệt mỏi luôn các bạn. Đó. Mình có cái tính chuyển tải, cái tính phục vụ. Mình không có tiền để mình cho thiên hạ cái gì hết, mình cho từng chút từng chút từng chút. Anh bánh mì, ảnh rau đó các bạn, buổi sáng mà mình có thể cho thiên hạ cái gì thì mình cứ cho các bạn. Cho nên khi mà mình làm clip á, mình nhắm cái mục đích của mình là cho người ta một chút xíu hiểu biết về cái kiến thức gì đó. Đó, mình làm sao mình không có phải tài ba gì, nhưng mà mình cũng học hỏi lại rồi mình chuyển tải lại thôi. Nhưng mà với cái mục đích là cho nha các bạn. Còn cái thành công, cái lấy lại là chừng nào nó đến rồi hay, nhưng mà mình cũng quyết tâm mình làm trong đam mê nha các bạn. Cho hết. Mình làm trong sự vui vẻ hỷ xả với cộng đồng, vui vẻ với cộng đồng. Rồi. Mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Một bữa ăn sáng rất là thích thú đây. Xin chào.